tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng 26 tháng 9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines và đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão số 4 trong năm nay hoạt động tại khu vực. Lúc 4 giờ, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây đảo Luzon, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 12 đến 13, giật cấp 14. Bão đã yếu đi 2 cấp sau khi di chuyển qua đất liền. Ngày và đêm nay, hình thái này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây-Bắc với vận tốc 20 đến 25 km/h. Rạng sáng 27 tháng 9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Sau thời điểm này, bão giữ vận tốc nhưng di chuyển thẳng theo hướng Tây và có xu hướng mạnh thêm. Rạng sáng 28 tháng 9, tâm bão cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 đến 14, giật cấp 17. Đây là thời điểm bão mạnh nhất. Với vận tốc và hướng đi không đổi, bão được dự báo đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ ngày 28 tháng 9, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Rạng sáng 29 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía nam Lào,